Sau khi chúng ta tạo xong bảng dữ liệu này, ta đi vào cái phần backend để chúng ta kiểm tra lại phần backend nhé. Backend chúng ta là nó sẽ là ATK này. Sau đấy là admin đó. Đăng nhập này. 123456. Đó. Rồi. Trong này quản lý di sân rồi nhá. Ở đây chúng ta thêm một cái như này nữa, chúng ta bảo là quản lý tin tức nhỉ. Thì trong đấy cũng có cả quản lý từ danh mục và quản lý tin luôn. Chúng ta mở cái đoàn mạng nguồn này ra nhé. Bản mạng nguồn ra chúng ta thêm một cái mục tương tự này. Đóng hết đi, nhiều quá. Close AZ tab. Lộng hết luôn ở cái mục admin đúng không? Và lab nè, trong mục lab nhé, trong lab chúng ta cái phần là quản lý dữ liệu di sân này này, một cái view đó, em thêm cho thầy một cái view nữa, view ở đây này, có nghĩa là thêm một cái li, copy xuống này, rồi 5 xem thử nhá. Đó. Chúng ta có hai mục quản lý di sân đúng không? Thì mục phía dưới chúng ta sẽ là sửa lại là quản lý tin. Trong quản lý tin này chúng ta sẽ có là quản lý danh mục tin. Và cái thứ hai là quản lý chi tiết tin danh mục tin. Rồi còn thêm mục gì nữa thì các em tự thêm vào một cái dòng lưu ý nhé. Ở đây thầy dùng hai cái thôi. Em đăng lại đó, quản lý tin con này có quản lý danh mục tin. Thì em kích vào đây thì các em sẽ nó đang để cái đường link kia. Em phải hiển thị ra cái danh mục làm sao làm tương tự thằng này luôn, cho phép thêm sửa giá một cái danh mục nhé, làm tương tự thằng này, copy cái trang quản lý hotline này ra mà dùng. Rồi tiếp theo là cái quản lý chi tiết tin thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạo ra một cái view đúng không? Chúng ta sẽ đi tạo cái view ở trong admin. Thì cái view ở trong admin chúng ta đã tạo được những cái gì rồi? Trong di sân thì chúng ta có hotline đúng không? Login đúng không? Chúng ta sẽ tạo mới một cái view ở trong admin nhé. View này đặt tên là gì nhỉ? Ở đây là admin view rồi này, login view rồi này. Chúng ta sẽ là news view ở dưới view.php. Thì để tạo ra cái trang quản lý chi tiết tin này nhá, các em tìm cho thầy một cái view. Thì ở đây chúng ta lại không có, thì chúng ta lại mở cái view cái template tổng quát nó ra và xem. Đây nhá, các em vào cái admin LTE mà cái mẫu mà thầy gửi các em nhé, vào đấy sau đấy mở cái admin index 2 ra thì nó có giao diện này. Chúng ta tìm ở trong này xem thì có cái giao diện nào nó phù hợp chúng ta dùng. Ví dụ như trong này nó không có mục tin nhỉ, cho nó chuẩn luôn. Table này mình sẽ dùng một cái template, đấy là cái form này, mục form này, editor nhé. Đó, như thế này. Editor như vậy cái file của nó là file này này. Ok. Trong cái page nhá, form editor.html các bạn mở lại ra. Page này. Form đó, editor. Đó, lấy luôn đúng không? Edit notepad này. Đấy, sau đấy canvas thôi. Canvas này. C này,
Tết đi, Tết vào đây. Tết vào cái new này, ta đang để giọng này. Ta đang về vào đây. Ok. Sau đây chúng ta sẽ là load cái gì? À, cái mục này đúng không? Mục này thì copy từ thằng khác sang thôi. Từ thằng view sang này hoặc là cái em làm thêm một cái include nữa nhỉ. Cho nó dễ nhá. Làm thêm một cái include nữa này. Cứ mỗi lần copy này mệt lắm. Tạo một cái file chúng ta gọi là cái file Canonet này. Đặt tên file gì đây? Header có rồi. Hit nhá. Chấm PP. Đó, cái phần hit ấy. Rồi, trong cái thằng này chúng ta sẽ copy cái đoạn này bắt đầu từ chỗ này cho đến hết đúng không? Đến đây. Copy sang bên này. Đó. Rồi, sau đấy ở trong cái thằng là new này chúng ta sẽ include nó vào. Tốt. Xóa hết mấy cái này đi. Chúng ta sẽ include, phải có PP nhé. PP tab này. Include có. Ô. Không nhận à? Tắt đi nào. News view in đã bây giờ mình nhận này close cái hai thằng này cùng cấp với nhau đúng không? Hit chấm pp rồi. Ở bên này chúng ta cũng dùng thế luôn. Cái thằng gì nhỉ? Thằng JSON online view này. Em cũng xóa ra này đi, paste thằng này vào cho nó lòng nhất mà mã nguồn nó ngắn hơn chút nữa đúng không? Rồi em làm lại xem nó chuẩn không nhá. Quản lý di sân, quản lý số online. Lỗi no file. À rồi, thằng online này nó này không cung cấp với thằng kia, anh thế là chúng ta phải đi ra ngoài một cấp đúng không? Thằng online này nó nằm ở trong mục JSON cơ mà. Do đó là để include thằng này á thì chúng ta phải đi ra ngoài một cấp này. Đó, sau đấy thì chọn cái thằng này này. Ok, thử lại nhá. Cũng không được. Chúng ta chuyển sang dùng không dùng include nữa, chúng ta chuyển sang dùng log view. Đây. Bỏ ra đi. Loads gạch dưới view. Thì cái view này nó nằm ở trong cái thư mục JSON đúng không? Nằm ở trong thư mục admin. Các view nó sẽ là admin này. Đường dẫn của nó sẽ là admin. Sau đấy gạch chéo hit. Không có PHP nhỉ? Không truyền dữ liệu. Ok. Đó. Rồi, thì ở đây chúng ta có chi tiết tin nhé, click vào chi tiết tin, quản lý chi tiết tin, viết nó vào, chúng ta chưa đặt đường dẫn cho nó nhỉ, thì đường dẫn của chúng ta này, đâu à, hotline bỏ đi nhá, thì được rồi nhá, hit này chúng ta cũng ok nhá, bỏ đi nhá, mục left của chúng ta đang để quản lý danh mục này, quản lý cái này này, đang để href này đúng không? Chúng ta sẽ để cho nó cái href là một cái hàm ở đấy. Thứ nhất là đường dẫn gốc này, cho bul. Sau đấy chúng ta sẽ đặt nó dùng chúng ta dùng một cái controller nào đấy. Chúng ta đi tạo một controller đúng không? Con trả lời của chúng ta đây là mục tin tức news, chúng ta phải dùng với tin tức là new nhé, con trả lời new nhé.
Sau đấy chúng ta lót cái giao diện ra đúng không? Lót cái mục tin tức ra. Chúng ta bảo là thôi cho nó vào hàm view thêm nhé. View as. Đó thì cho nó kích ra. Rồi chúng ta đi tạo một cái controller như thế. Controller này. PP book news. À có controller news rồi. Đó. Có view detail ở đây rồi. Đúng không? View chi tiết là qua kia rồi. Nó làm thêm một hàm nữa. Là function. Ta bảo là view. S. View app nhé, chúng ta sẽ làm cái chức năng thêm tin xong đã. Sau đấy chúng ta sẽ làm thêm chức năng nữa là quản lý tin, có nghĩa là phải hiển thị ra được danh sách tin. Sau đấy thêm để xóa cái tin đấy. Thì ở đây thầy load cái view thôi. Xem nó hình hài thế nào đó. Load cái view. Tên view của chúng ta là gì nhỉ? News view đó. Nó nằm ở trong cái mục là controller này, nằm ở trong mục view nhé, admin nhé, và admin ở đây sẽ là admin này. Đó là cái chéo new, new có s không, new có s, gạch dưới view và chưa chuyển dữ liệu nhé. Rồi ta thử này, quản lý chi tiết tin đó. Đây và chúng ta nhìn thấy là cái CK editor này nó chưa nhận được bởi vì chúng ta đang thiếu thư viện với lại chưa tích hợp vào. Thì ở đây chúng ta sẽ sau này nó có hiện, nó cũng không nhận cái này này đúng không, này cũng không nhận này, xong ta kia này đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ là xem cái này nó có cái gì nào. Ở đây chúng ta nó chưa hiển thị lên là lý do là chúng ta chưa import cái thư viện JS của nó vào nhé. Chúng ta mở cái phần này ra, chúng ta nhìn thấy là cái thư viện phía dưới nó này, kéo xuống phía dưới cuối cùng có cái power này mình có rồi này, đích có rồi này. Chúng ta sửa nó thành là gì ạ, giống như ở bên thằng hotline này, nó sẽ là cho bayul public power. Nice. Paste nó vào đây nhé. Power này, paste nó vào đây. Paste nó vào đây. Cả đích cũng tương tự như thế. Power này. Rồi, và plugin, chúng ta còn thiếu plugin. Plugin này thì ở trong cái template nó cũng có sẵn rồi này. Đây, ta copy sang nhé. Copy plugin sang cái thằng public của mình, public ATK nhé. Tiếp vào đây đó. Sau đấy thì ở trong này chúng ta cũng làm tương tự như thế, ta copy đoạn này từ bắt đầu từ đây public đó, plugin. Ok rồi, thử bây giờ thử xem thì nó nhận hiệu ứng đi nhé. Nó lại đó, nó nhận luôn này đúng không? Nhận luôn cả CK editor này. Hiệu ứng này, ô nhận luôn này, nhá, ngon chưa? Đó. À, ở đây là nó cho mình hai mẫu đúng không? Một cái mẫu phía trên là mẫu CK editor và cái mẫu phía dưới là mẫu cái mẫu khác. Đó. Thì chúng ta thích làm thằng nào nào? Insert ảnh không? Insert ảnh xem nào. Insert image nó bảo insert chỉ có insert được từ cái URL thôi. À, cái này thì không chơi nhỉ. Insert image nhật này. Quá. Thì thử lên thằng này xem insert được không. Insert ảnh này. Image. Đó. Nó có là URL này. Link thế nào. URL à. URL nó làm gì, không có chọn à.
nó phải có borrow khi lên chọn nhỉ. Cái này là phải tích hợp thêm một cái nữa là người ta gọi là cái file CK enter nữa cơ, thì nó mới có cái mục cho chúng ta borrow chọn ảnh nhá. Cái đấy chúng ta tích hợp sau. Cái này ở đây nó tích hợp sẵn chúng ta rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng một thằng thôi đấy, cái thằng dùng thằng trên đấy nhá. Sau đấy cái mục này chúng ta bỏ đi một chút, từ bắt đầu từ bootstrap mà quát UC này ta bỏ đi, xuất cái thằng này, bỏ thằng bây giờ đi, hai cái dùng một cái thôi. Cái file này F, enter, enter, bắt đầu từ đây bóc này, quá bắt đầu từ đây mà xoáy đâu, xoáy đây à. Bắt đầu từ cái bóc này. À, sao thì mình lại không cho nó không bút đi quá. Đây. Đóng lại này. À, các chú chấm hỏi. Đó. Cả clip đóng á. Đó. Đây 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 thì đóng nó à, đúng rồi, ok không nhận à, không nhận là do cái thằng này, do cái thằng này à, à do cái thằng phía trước ấy. Ui xuột xuột ruột rồi, thử nha đó, ô vẫn còn này. Sao thằng này thằng gì chứ? Bởi cái bóc này đó. Chúng ta bắt đầu đi tạo cái giao diện để mà cho phép nhập cái tin tức nhé. Gồm có cả cái ô tách, nhập tiêu đề, rồi nhập shortcut rồi. Shortcut thì chúng ta cũng không cần phải để CK editor đâu. Shortcut thì nó chỉ là làm tách thôi. Các em để cho thầy tách Arial là được. Giờ thì chúng ta lấy một vài cái mẫu này, chúng ta lấy cái mẫu ở trong cái mục form này, gr nhé. Đó, lấy cái mẫu này, form origin, copy là này, em mở cái file của nó ra là nó là file gr nhé. File gr trong mục form, trong mục page này. Đó, thì mở ra đây rồi, gr này. Đó, mục form, trong mục page này, template. Đó, sau đây search này, search cái form origin, đây, mục này. Bắt đầu chúng ta copy từ cái chỗ là trong cái form nhé, bắt đầu từ cái chỗ là đây class nó, bắt đầu từ đây click này lại. Chúng ta có thể là lấy luôn cả cái thằng một bấm luôn nhé, lấy cả một bấm luôn cũng được, từ đây cho đến hết này. Ok, em C nhé, sang mục view này, em paste vào đây này. Đó. Thì nó hơi choáng chỗ một tí à, không phải choáng chỗ đâu, nó đúng rồi đấy. Ở đây nó hơi choáng chỗ thật. Các em tap cho nó một cái đây, tap này. Ok, nó thụt vào. Cái tag area này các em shift tap cho nó ra đi chút đấy. Nó đẹp. Rồi, sau đấy các em view lên cái xem thì nó như thế nào nhé. View lên này. Đấy, nó có cái này đúng không? Chúng ta lấy đoạn này, nút cancel, nút sign này, nhìn nó buồn cười đấy nhỉ. Không dùng thì chúng ta sẽ bỏ đi sau. Hoặc là bỏ nút cancel đi, chúng ta để nút thêm sign này cũng được. Thì ở đây bắt đầu chúng ta đi sửa này. Ở đầu tiên là nó sẽ là tiêu đề đúng không? Này, đây là tiêu đề này. Hai chấm nhé. Thì tag nó bằng text. Rồi. ID cứ để thế, cho tí nữa cho ta bổ sung name sau, cho bổ sung name luôn nhé, name, title, name thì em đặt đúng theo trong trường cơ sở dữ liệu luôn cho nó tiện, placeholder là nhập tiêu đề, tên, cái thứ hai của chúng ta nó sẽ là thằng short nhỉ, short content đúng không?
Trong content này chúng ta sẽ để cho nó một cái là mô tả ngắn này, mô tả ngắn. Ta gọi là mô tả ngắn. Mô tả ngắn này chúng ta nó sẽ là dạng tag Arial nhé. Nó giống kiểu thằng dưới này này. Tag Arial. Bỏ cái thằng đấy. Tag Arial. Tab này. Đó, thì nó có column và row này rồi thì chúng ta để thế luôn nè. ID thì bỏ đi nhá, nếu như cả các em ID mà đưa vào thì nó sẽ nhận cái thằng kia. ID bỏ đi, nên ta nó sẽ là shop content. Đó, nên là quan trọng nhá, để tí nữa chúng ta còn lấy dữ liệu. Ok, sau đấy là đến cái gì, chúng ta mở cái trường dữ liệu ra xem có những cái gì nào. Content đúng không, content nó chỉ cho thằng này luôn luôn rồi. Thì tạm thời là ở đây cái nút button thì thầy sẽ button quá, bỏ đi nhá, nhìn những một cười quá. Ta để ở phía dưới hoặc phía trên thôi, không để ở giữa. Button này, bắt đầu từ chỗ này này, đến đây này, button này, bỏ này. Rồi, sau đấy cái remember không cần thiết đúng không? Remember không cần thiết, bỏ này. Nó chỉ là cái này thôi. Rồi, mô tả ngắn sau đây đến cái gì? Đến cái này là chúng ta gọi là mô tả dài đúng không? Thì chúng ta có thể cho nó vào trong một cái giống như mô tả ngắn. Thì thầy view lên để xem nó thế nào đấy. Không nó lỗi gì đấy. Đó. Kiểu này đúng không? Rồi, cái này nó hơi ngắn thì nó hơi vuông tí thì các em chỉnh cho nó. Column tầm khoảng 100 đi. Và row nó tầm khoảng 5 thôi. 5 row. Đó, dài quá. Tầm khoảng 50 hoặc là 60. Đó, tầm này. 60, 70. Ô sau này 100 nó dài thế mà 80, 70 mà nó hôm nay không dài ra nhỉ? Hả? Ô, sao nó dài bằng cái tiêu đề này luôn đi? 90. Đó. Ô, nhỏ hơn chút nữa. Đó. Hả? À, cùng class với thằng này nhỉ? For này sẽ không quan trọng này. Nó là cái thằng input. Đây đúng không? Form control. Nhưng mà nó không có cái kia. Form control hả? Nào, ở đây mô tả ngắn này. Class form control này. Content. Thì nó sẽ nhấn như thế nào? À, rồi, to này, rồi, ok, đã. Sau đấy dưới này là phía trên chúng ta có thể để cho nó một cái dòng gì được không? Cho nó một cái mục này đi. Và chúng ta chỉ mục này này. Copy đây nhá. Sau đấy chúng ta bỏ cái dòng này đi. Đúng không? Bỏ thằng này đi. Và chúng ta chỉ để lại cái label thôi. Chúng ta bảo là nội dung đúng không? Nội dung tin. Đó. Đó. Như thế này. Ừ. Đó, cũng được nhỉ, không sao cả. Tốt quá, cái này càng đẹp, đúng không? Ô nhưng mà nó sao nó lại mất cái sát sát nhau rồi nhỉ? À nó còn thiếu một cái nữa là chúng ta còn có cái form kia nữa. Nó sát nhau quá cơ. Đây. Nó chính là cái form horizon này nhá. Copy thêm class form horizon. Đấy, cho vào cái form. Rồi. Thử lại này. Đấy, cho nó cách ra nhau chút nó. Đấy, là thông tin. Rồi, thế là được rồi đấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ đến cái mục tiếp theo là loại tin tức nhỉ. Một cái combo. Nội dung tin xong rồi thì nó thuộc là loại nào. Chúng ta có thể copy cái dòng nào, dòng tiêu đề này này. Lấy dòng tiêu đề này nhé.
tiêu đề. Đây, bắt đầu từ thằng này. Chứ còn đóng của thằng này đâu? Không có. Này chưa có đóng à? Thằng này đóng nó đây này. Thằng này đóng đây này. Thằng này đóng đây. Thằng này đóng đây. À, thế thằng này chưa có đóng à? Trước form đúng không? À, thiếu một cái đóng trước form đây. Nít. Đó. Xem có lỗi không? Rồi, nó vẫn thế đúng không? Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái nữa là một cái như thế này để làm cái con bóc phía sau thằng này. Đó, con bóc nữa. Con bóc. Con bóc này con bóc gì nhỉ? À đâu, tác giả mình có cần làm con bóc đâu. Tác giả. Là tác giả. Đúng không? Tác giả nó chỉ là cái tên một cái tiêu đề thôi, tên tác giả. Ừ. Tác giả một cái ô tách đó. Author đúng không? Text. Nhập tên tác giả. Nhập tên tác giả. Rồi. Và cuối cùng là cái ngày này. Ta xem. Đó. Giả nhá. Như là cái sai chữ giả này. Rồi, phía dưới nữa là ngày nhỉ, ngày tạo đúng không? Cho thêm một ngày tạo. Tên thằng này, thằng này, thằng này. Tạo đây này. Ngày tạo này, ở đây là ngày ngày viết đúng không? Ngày tạo này. Ngày viết. Ngày viết bài. Ở đây là chúng ta có là create date và nó sẽ là dạng date. Ta bảo là create holder input chọn ngày. Xem nhận không? Đó. À, chúng ta sẽ tìm cách để cho nó selected cái ngày hiện tại lên đây đúng không? Để lấy tìm sau nhé. Đó. Tác giả. À, thì như vậy chúng ta đã tạo xong cái form nhé. Sau đó chúng ta kích submit đúng không? Nhưng bấm lúc này đâu rồi nhỉ? Xóa mất rồi. Chúng ta còn thiếu một cái danh mục nhé. Với lại chuyển cái CSS từ này xuống dưới cùng nhỉ? Cho nó đẹp nhỉ? À, thì đây. Chúng ta sẽ cắt đoạn này lên thôi, từ tác giả này, đây, cái đây. Từ tác giả cắt lên, cắt nick, cắt lên phía trên cái thằng này, nội dung tin, được chưa? Sau đấy trước tác giả này chúng ta cho thêm một cái mục nữa là mục danh mục tin, đó là tin gì? Ở đây là loại tin. Ok, trong này chúng ta sẽ để một cái con bóc đúng không? Con bóc input này. Bỏ input này đi. Con bóc nó sẽ là select này. Tab đúng không? ID. Trong này nó sẽ có như là option này. Tab này. Đó, ví dụ như là tin nhà hàng này. Copy xuống vài cái đúng không? Nhà hàng 1, nhà hàng 2 gì đấy. Rồi ta thử xem. Đó. Thì cái tin nhà hàng ta thể hiện gì ra đây. Ok. Cho
cho cái class select gì, cho class không môn chủ gì, cho cái class không môn chủ nhé, select cho nó làm mấy cái phía trên cho nó đồng nhất. Ok đó, như này chọn rồi tác giả nhập tên và ngày cái bài nội dung đúng không? Chúng ta sẽ cố gắng insert cái ảnh vào đây là ổn, được chưa? Rồi thì bắt đầu thì phần sau thì chúng ta sẽ thêm mới, bổ sung thêm cái nút thêm mới nữa nhỉ, nút thêm mới cho nằm phía dưới luôn nhé. Lúc này chúng ta ở bên này chúng ta có cái nút thêm mới này, từ này lấy luôn thằng này đó, cho nó nằm ở phía dưới CK từ này luôn. Rồi 5 này đó, chúng ta bỏ cái center đi, center cancel đi. Ở đây là lưu tin đúng không, lưu thôi, ai cũng biết lưu tin rồi. Ôi nhưng mà cái thằng bên này là nó là a, tại mình chưa đưa vào cái lab thôi. Đó, rồi, ok. Kích vào cái thì chúng ta sẽ là insert cái thông tin này vào cơ sở dữ liệu. Thế là xong cái mục thêm mới tin. Cái phần bên này chúng ta chỉnh xong nhé.